cây à, chị cây cao quá à. Cao lên tí nữa, che lại, thấp xuống xíu, thấp qua chút. Đó. Ra ghế ngồi đây con. Rồi, kéo cái tà áo sau ra. Kéo tà áo lên. Tân ngồi á, cái tà áo đằng sau con kéo ra. Tân ngồi lên đi. Đúng rồi. Kéo đằng sau luôn. Rồi, được rồi, được rồi. Đây. Không cần cho đằng sau đâu. Để căng trên này. Hạt đùi đúng rồi, che hạt đùi luôn, che vào đây luôn. Rồi đưa lên che nắng nha. Nhìn chú nè, cần gì ra ngoài đi, không cần nhìn chú nha. Ra ngoài gốc cây to ngày này mình ngồi tiếp nha. Còn yên tâm, chưa đâu, con ôm nha. Hai thôi để ngọ ôm ha. Cái này mới bó chặt quá. Đây đi, một mình ngọ trước nha. À, thích ngồi bông hả? Ngồi bông xong rồi qua đây ngồi nha. Ôi, dơ, để bỏ ra. Ồ. Ngồi chỗ cao đây nè. Ồ, đây, qua bên này, đó. Chân lại nhà con nha. Rồi, chú ngồi dưới ngọ luôn nè. Ừ. Thẳng lưng nha, thẳng lưng lên con, thẳng lưng, ừ đúng rồi. Đó, con nhìn ra mẹ đây. Co chân lên, một con co một chân lên, cái gì vậy? Bên này mà. Rồi, chỉ rồi bây giờ để tay lên đùi nè, đúng rồi.
thật co chân lên tí xíu nữa. Đúng rồi. Ngọ thích đi bơi hả? Rồi, hai dễ luôn. Hai chị em hả? Chơi cái gì? Bạn hả? Bạn thân không? Che mặt bạn rồi. Còn chút đó. Cái quản tàu dáng này là mẹ thua xa rồi. Rồi bóng né xíu. Để cao lên chút nữa. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Đó, đẹp lắm luôn á. Con đứng đây đi. Ngọ ngọ, đứng giữa nè. Đúng rồi, đứng lên đây luôn, đứng lên chỗ này luôn. Xích qua một xíu nữa luôn. Đúng rồi. Thẳng lưng xíu nè con. Thẳng sau bên này luôn, rất đẹp. Đây nè, nhìn vào đây nè. Đó. Con thấy xe về đó không? Rồi, tươi lên nào. Sắp xong rồi con. Ừ.